Hello mọi người. Hello mọi người. Mọi người có thấy anh Get Hood không nào? Hôm nay anh phim sớm, hôm qua mấy bạn cứ nói là anh Get Hood phim trễ quá, em không có xem livestream được lâu. Tại vì em phải bận ngủ nên hôm nay anh đã stream sớm cho mọi người xem. Tết mà ngủ gì? Các bạn này Tết mà vẫn phải đi ngủ mấy mọi người ơi. Anh Hood phải livestream sớm mọi người nè đó. Mọi người thấy anh livestream chưa? Ok. À, này mày có bộ đồ gì ta? Sẽ live stream mọi người ơi. Đây là bộ đồ nàng tiên cá đây sao? Mày coi nè. Này là bộ đồ nàng tiên cá nè, thấy không? Nó nói vậy là nàng tiên cá. Trời, công nhận hay bị xem nè, lừa đảo thiệt chứ. Lừa đảo chứ. Tôi có thấy được nàng tiên cá gì đâu. Poppy. Lâu rồi. Ok, Poppy đã trở lại. Ok. Không nhiều lời nữa chúng ta. Ủa sao tôi tàng hình ơi? Holy shit. Tôi hành con zombie vậy. Oh my god. Ok, anh Hood hết thành zombie rồi mọi người. Chắc mình đứng gần thằng zombie này nè nên mình cũng bị hành thằng zombie giống nó đó mọi người. Đi thì sao cũng là con người. Đúng không em? Anh không có đùa. Bạn fan này comment. Tự nhiên bạn comment BD. Anh Hood đâu có BD đâu. Anh đâu có BD đâu em. Thì ông BD, em bị hay chứ không? Yo. Đổi cái tay màu hồng này có nghĩa là kawaii chứ không phải là BD, em hiểu không? Ok, hôm nay chúng ta sẽ gặp Bad World cùng với Poppy lâu rồi mọi người. Hay Poppy trở lại không? Poppy còn nhớ Poppy trở lại đánh lợi hại à? Còn sống còn không, nay Poppy quánh gà lắm nên nay Poppy quên mất hết một số lực mới của Bad World kỳ này rồi. Có lực mới rồi. Livestream không? Nay có lực mới rồi. Rồi, chúng ta đi sát cái đám vàng đi em, chạy theo đứa thuốc đi em. Chạy theo anh nè em ơi. Hôm nay lâu lâu anh cho Poppy trở lại nè mọi người ơi. Ok, tặng này có DJ nãy tôi thấy ông ngoài cũng ông ngoài sảnh rồi. Ông ở đằng ngoài hồi đó thành sảnh tới. Trời ơi, tự nhiên hô quá trời ho. Rồi, lầm. Mấy hôm nay anh bận ăn Tết quá nên anh chưa thể nào up video ở YouTube được nha mọi người. Đợi anh ăn Tết xong cái là anh sẽ up video ở YouTube cho mọi người xem nha. Holy shit. Anh ăn Tết hơi bị lâu nha. Holy shit. Bạn nó bay xuống giật rồi. Mỗi năm có một lần coi cho nên anh Tết. Đó, thằng đó. Holy shit, thằng đó là qua nhà xanh lá đó, hả? Đỏ vô nhà mình. Holy shit. Nó vô. Đó thấy chưa? Đỏ vô. Ê, ai đặt cái đường chặn đường không cho tôi về vậy? Oh my god, thằng nào đặt đường ngu vậy? Nó có kim cương, nó có emerald, nó có em2 emerald của tôi á. Trời, đặt cái đường thông minh vậy. Rồi sao vậy? Mèo về đều lấy 2 emerald vậy. Trời ơi, lại đưa hút. Đưa hút. Đưa hút một tên tay mau lên. Nè tên tay nè, hút rồi. Ok. Từ từ ơi. Đưa cho anh. Ok, ngon đó, lắm. Em đi sau hỗ trợ anh nè. Ok. Thằng đỏ. Em chạy đây, em mua block, em đặt cái đường vô nhà nó em ơi. Ok. Em mua block, em đặt cái đường đỏ vô nhà đó. Ừ, đúng rồi. Đặt cái đường nào? Đặt qua cái đường vàng. Đường vô nhà nó đó. Đường đâu phải đường kim cương, đường mít á, đi ra cửa mít. Trời ơi, Panda mà chặn cửa. Oh my god. Rồi xong. Green bắt giường rồi. Thấy chưa thằng đỏ này nó tuôn cái gì nè. Đó tôi rồi. Thằng này láo quá. Rồi, em đặt cái đường. Oh my god, em đặt cái đường này. Rồi vô. Rồi em đi luôn chứ anh sao mà đi được đường này. Rồi. Ê. Ê đỏ cao quá trời kìa. Ấy da, lên em. Rồi chết rồi, hút đang đau hút. Tôi. Ôi da, ơi, nó tàng hình nó tôi té xuống nó thấy tàng hình rồi. Oh my god. Có một em ở đâu nè, bỏ chạy về. chạy về đi. Ok. Rồi, okay. Đỏ. Không, mình cần ra lấy emerald thêm. Ấy, đỏ vô nhà mình nè. Holy shit. Rồi xong nó bay giật luôn rồi. Oh my god. Quánh một phát hai thằng bay xuống giật. Rồi, em giữ một emerald đó đi. Bây giờ em giữ một emerald đó đi. Em bỏ trong gương nhà mình á. Trời ơi, tự nhiên chạy té chết luôn cái chỗ nào. Nó lấy emerald rồi. Holy shit. 27 giây nữa. Lấy emerald vậy? Đó lấy emerald rồi. Còn nhiều gì nữa là đi lập kim cương nó cũng lòi á. Ừ đúng rồi. Tôi cần thêm một emerald nữa. Để đổi cho mình cái còn mới đi tụi em nó lưng em. Để em. Mày em. Mày sớm vậy. Đó này nó tuôn chị Panda ơi. Rồi nâng cấp cái lò lên nè. Về nâng cấp cái lò cho anh em là sai nè. Có nâng cấp cái lò luôn hả? Có nâng cấp cái lò luôn hả? Có 7 cương rồi. Ok. Hút mặt đồ này 2 ngày. Đúng rồi em. Anh có nhiều bộ đồ này lắm em ơi. Nếu em chưa biết thì anh có rất nhiều cái áo này. Anh mua full một set đồ của Galaxy of White luôn. Nên mấy em đừng hỏi là tại sao anh lại bận Galaxy of White nhiều đến vậy nha. Tại vì ông có nguyên một set đồ. À trời ơi, nó đặt cái đường. Holy shit. Gì vậy?
thằng đỏ nó chặt cái đường nhà nó rồi, nó chỉ cho cái này em bắn cho bãi đấy. Tao ấy phát bi, ô mày có vậy? Rồi, em bắn cho nó mà. Em đợi mấy mà đầu về đi, phát bi ơi. Đỏ đâu? Okay. Phát bi chặt đường nhà nó. Trời. Ô mèo nó chắc cái kiếm hả mèo? Ô mày có sướng quá. Yeah, thằng đỏ đâu? Ê, anh lượm rồi. Chạy về đi, phát bi chạy về đi, chạy về. Đỏ đang tới kìa. Ok, đổ qua kìa, quất đó. Đang xây đường qua kìa. Đang xây đường qua đúng hả? Đang xây đường qua nhà nó đó, ngay cửa cái okay, xây trời á. Oh my god, tôi sẽ xử thằng đỏ này một cách tuyệt vời. Ừ, mày coi. Ừ. À. Nó tui mà, nay nhiều thằng tui đông đổi lắm ơi. Rồi, xong. Ôi. Tôi sẽ giữ cái này. Ê, quên hả? Yeah. Mày có em mưa gồ không? Phát đi có hai mưa gồ không em ơi? Em có hai mưa gồ không? Em mới lụm rồi. Nó tàn hình, từ từ. Nó nhảy lên rồi, Đứng đây. Coi bước chân của nó. Đừng đi đó, muốn hút một con sâu cái. Ok. Rồi, xong. Con sâu này. Holy shit. Nè. Ê, khoan. Con sâu. Chúng ta nó té chết rồi không? Chọn con sâu lên trên đó đó. Rồi xong, để con sâu đi kiếm mày. Con sâu nó chạy xuống sao? Sau nhà. Nó chạy xuống sau nhà rồi. Sau nhà. Ok, thằng này muốn vô sau nhà. Ê, nó lên nhà, đúng rồi, có bị ngoài nước phải không? Rồi, nó lên nhà. Trước. Đâu rồi? Nó lên nhà, nó đang chạy xuống cái trái. Nãy chị bên đây thấy nó hả? Ở sau. Rồi, phải thấy cái bóng. Ôi, nhà em bên giường vậy. Ôi, shit. Ơi, em có một emerald nè, không có gì ơi. Nè, em có emerald nè. À, muối vào shop lại, đưa đi anh. Để trong gương á. Rồi, hút muối vào shop lại rồi. Ủa, cái shop nhà mình chưa banh nữa. Bị lỗi á. Cái hả? Ừ. Đổ quá kìa. Ê. Dạ, được không? Ôi, nó đánh đau quá trời. Ủa sao đau em? Ôi đây. Mày chống nè. Mày bị tuôn nè, bay xuống giật nha. Một cái giật luôn. Mày tuôn nè mày. Đau hả? Nè. Tuôn, thằng này nó đau tuôn lên. Holy shit, nó tuôn. Gì? Ôi, có một thằng đỏ tuôn ra con mít luôn á. Đỏ đánh đau vãi đái luôn. Không, thằng đó nó quýnh ngang vậy là tuôn rồi. Trời ơi. Thằng đó nó quýnh banh hai giường rồi kìa, giờ nó tập trung vô giường nhà mình nè. Em có emerald chưa Phoebe ơi? Có 4 emerald nè. Ok, đem về đi. Đem qua anh quậy nó. Tuôn, bay xuống giật một thằng. Tuôn thằng này. Quạch bay giật hai thằng, yeah. Giỡn mặt thằng này. Vô nhà luôn. Rồi, tôi vô luôn nè. Tuôn. Trời ơi, tôi quay nhà tôi quýnh tè lại anh hết luôn. Tụi, mua 6 kiếm. Trời ơi, cái gì mà tôi tưởng là bạn này gửi tặng cái gì chứ. Cái tên mà đó nó dài quá. Rồi sao? Đổ qua mèo ơi. Mèo. Mày làm gì? Muốn gì? Đây. Để em chặt nó. Thì tôi nói mà nó là thằng tuôn. Mày đi xuống đây không? Mày lấy xuống đây. Rồi. Dạ. Nó ghét cái thằng đặt lóc quá trời, quá đất đi hà. Ừ. Nó đặt lên kìa, nó nhà mình kìa. Ôi trời, tôi có đồ. Oh my god, chết. Trời ơi, tôi đang tính chạy qua nhà nó. Rồi xong. Holy shit, cái sao mà Mày tuôn rồi, mai xuống giật đi. À, mày thằng này nó tuôn á. Ê, chết. Mèo còn cái gì mèo? Hả? Mèo còn cái gì? Đâu? Ủa, chị Panda mất rồi hả? Chết rồi. Nè, em có kiếm quá trời nè, quăng rồi, sợ. Đây. Ok, kiếm. Nè, mèo ơi. Rồi, còn hai cây nè. Rồi, qua nhà nó nè. Revenge lại mới được. Kéo qua nhà nó chứ giữ gì mèo. Để tôi qua, tôi làm nhẹ nhàng thôi là nó banh giường liền à. Ê, chết kìa hút. Giờ kim cương đâu nào, được gì nữa hả? Đúng rồi, kim cương đâu làm gì nữa đâu. Kim cương giờ đây. Holy shit. Kim cương giáp được hả? Nhà đỏ nó đi hết rồi, không ai nhà. Ok, để hút mua đồ cái. Qua đảo đứng nè. Qua đó là nó đập em mờm cái đầu luôn, nó tuôn rồi, nó không ngại đâu. Năng giáp lên. Nãy giờ chưa năng giáp mà. Kim cương đâu rồi đó? Ê, đem anh đi lượm nè. Em đi lượm đi nè. Em bắt đầu gần ngay nhà nó luôn. Nóc đỏ. Ôi trời. Ui. Gì vậy? Hút gì vậy? Từ từ. Ý, tôi đang qua nhà nó mày ơi. Chuẩn bị hút rất đại. Đi đi, nhà nó còn không thẳng nhà, đi hết rồi. Ok, năng giáp lên rồi đó. Qua đây. Ôi, trời ơi. Em thấy rồi. Holy shit. Holy shit, nó quýnh em chết rồi. Trời ơi, đi con mà. Holy shit. Thôi, bắt chẳng khác đi mọi người ơi. thằng này nó gặp tôi rồi, nó quánh banh hết ba giường luôn mà chị hiểu cỡ nào. Oh my god.
Anh thấy rồi mấy em ơi, thằng đó nó ghê quá. Ôi, mặc dù là anh phải đập tụi nó bay được, nhưng mà cái giường hồi nãy là cái giường của chúng ta đã bị banh rồi, nên chúng ta không thể nào làm được gì nó được. Chúng ta có đi đây nha. Chị Bình Lan, chị Bình Lan, chị Bình Lan. Dạ. Hồi chị lắp cái giường ở chỗ nào mà hai lóc mà chị Bình Lan lắp xuống dưới lóc cho có nó đập lên trước thì chị mình đứng ở sau mình chạy lên được nha. Cảm ơn mọi người đã nhắn share livestream giúp anh Red Hood nha. Bây giờ quay thưởng nè. À đúng rồi, anh nhớ rồi, anh còn một cái ba lô nữa. Tí nữa anh sẽ quay thưởng cho mọi người. Chị hay đặt cái lóc mà hai lóc ở vòng vòng cái giường á. Cái tao hồi em bị kẹt cái đó nhảy nó không có được. Và Banda bây giờ đặt kiểu hai lóc cao lắm. Là chị đặt cái nào mà đừng lóc lên lóc lên. Đặt ít thôi chị Banda ơi, đặt ít ít thôi, đừng có đặt nhiều quá. Thì nó phòng nhảy lên để hai lóc. Hồi đặt qua tới cơ mét rồi nè, hồi đặt qua tới cơ mét rồi. Còn ai muốn có nói gì nữa không? Em có TNT rồi nè. Ok ok, em lấy TNT đi rồi rồi, để em lấy 2 MR cái. Ok, một viên. Ê, thằng Giảng nó đặt qua rồi nè. Giảng nó đặt rồi. Em qua nhà mình, qua nhà mình. Giảng nó qua nhà mình kìa, Giảng qua, Giảng qua. Đây đây, ok, đây đây. Bạn này DJ, bạn này đợi, DJ. Đi đây, đứt đó. Ủa, bạn này, nào vậy? Vô. Ủa sao mình có hai fan với hai đội luôn mày ơi. Nó tự rớt rồi. Đi đúng rồi, đâu có biết. Nó không biết hả? Họ sẽ nhau thì sẽ nhau. Buồn. Đó là một câu chuyện buồn. Bây giờ mình đánh nhà ai đây, bây giờ tự nhiên giờ có hai nhà fan luôn. Đi đang đặt cái lóc ông làm gì vậy trời? Giờ mình có hai nhà bạn fan trong đây rồi, mình biết đánh nhà bạn nào bây giờ ta? Chị mấy bạn đó gom sắt nhiều nhiều đem qua chị lắp giường. Gì vậy, toàn team nhà không đánh. Ừ, team nhà không à. Coi chừng. Nhưng mà phải đánh thôi, mấy ông nội kia sẽ qua. Nói chưa hay chưa hay chưa. Đừng có gì hết. Đúng rồi, rồi anh tạm biệt nhà của thằng đỏ đi. Thằng đỏ đi. Nhà đó phải nhà xanh. Cái nhà đỏ hả? Ừ. Ủa, cha nội này ai đây? Ok, cho qua chung với. Ê, ê đừng. Trời ơi, sao em đánh anh? What the hell? Oh my god. Xanh em đánh anh. Xanh em đánh rồi. Bạn đi, tại nhiên bạn nước đốt này, bạn nó quánh anh hút rồi. Kiều nói gì? Tại tôi đang tàn hình mà kiều tôi. What the hell? Cái gì vậy? Ông nội này điên nè, rồi xong. Ôi bạn đi đó. Quýnh lòng phân. Tôi tới đâu nào đào đi chào hình. Oh my god. Anh hút sorry. Anh hút ngàn lần sorry em. Ủa mà sao tôi thấy nhiều bạn tên VN quá nè. Trời trời. Ê, tôi thấy đằng này nhiều lắm á mèo ơi. Hả? Nhà xanh da trời. Ê, ai còn vàng quá hả? Thôi, bây giờ. Ê, mày đâu phải ơi, đừng bắt chị. Tụi mà, chứ cái trời đứng bắt em kìa. Dưới rồi, dưới rồi. Ai vậy? Cái trời đứng dưới kìa. Ok, để em thấy, em thấy. Ở đây bạn đi đây. Qua trước cái vàng, vàng em ơi. Vàng này nó không phải phần đâu. Đó là kẻ xấu đó. Kẻ xấu đó. Qua dứt nó đi. Ở làm nó chỉ mất cả tỷ lúc tiếng luôn á. Kìa nó qua bèo. Bay đi rồi xong. Vàng đáp anh giường rồi. Ui vậy. Ủa núp đó núp đồ qua cho đó hả? À bạn núp đó giờ ở đây luôn đi. Nhà em đã banh rồi em ơi. Đây để anh hút qua kết thúc nhà vàng luôn. Nhà vàng banh rồi mà. Thì nhà vàng banh rồi nhưng mà kết thúc là đặt lấy mạng cái team á. Ui shit thằng đó. Á thằng đó núp núp. Ôi thằng đó này bị khùng hay gì vậy? Oh shit. Núp thằng mày. Thằng đó nó núp mấy bạn ơi. Tự nhiên nó đứng yên cần đến một đặt luôn. Ai hút? Blue không có quen mình, đánh nó đi hút. Blue đâu? Blue có bạn bạn gì ta? Alan Walker á. Đó, bây giờ đi ra. Bên nhà đó. Em quánh banh giường nhà đỏ rồi hả? Quánh banh giường nhà đỏ rồi. Thôi còn nhà Blue thôi, kết thúc bạn Blue luôn sau ghi em nha Alan Walker. Alan Walker. Mặc dù anh không muốn nhưng bắt buộc anh phải làm. Em hãy chạy qua đây đi, cuối nhiều khi em sẽ được nhảy xuống giật không nha anh. Mình cùng nhau đóng băng. Hả? Rồi. Đây. Ôi sao sao mà vàng nó vẫn còn nguyên đồ hình ấy. Con đường thật đẹp. Vàng hả? Ai biết đâu. Hả? Lơ. Hai thằng nó say rồi, hai thằng say. À tao vậy cũng té chết được 360 công thành. Ủa lúc đó về nhà mà mới vàng. Bùm. Ai trời ơi. Hút trời mà sao không đi. Ơi, ông nội này quýnh không? Holy shit, không quýnh. Gì đây? Holy shit, ok. Trời. Con. Mày đấy. Ok, cho bạn nó được lên dĩa đi. Tại tôi không tin tưởng ông nội đó, tôi chưa quen ông nội đó, tôi không biết nó là ai hết, mày hiểu không?
Ê, chờ chờ. Mày đi tao lao mày. Tao lao. Đúng rồi, bên lưng. Ui. Anh xin lỗi em. I'm so sorry. Yeah, đúng rồi. I'm so sorry. Em đừng đánh anh Hút. Em đừng đánh anh. Tại vì mà hồi nãy anh sẽ qua đánh nhà em. Anh xin lỗi các bạn hồi nãy nha, tại vì anh không biết bạn đó là ai hết. Thấy không? Em lúc đó qua cái cũng vô bộ sợ sợ đứng vậy đó. Biết rồi. Tôi sợ là vậy đó. Ừ, ai đây lúc đó. Đây nhà bạn Zalo còn đây, để qua nhà bạn Zalo chơi. La 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 la. Ôi, xanh dương quá quánh em rồi. Trời đất ơi, lại tôi. Tôi. Bạn tôi hả? Xin dương dĩ, Ủa tôi tưởng đâu bạn đó là tôi bạn cuối cùng rồi chứ. Tôi chị Hồng á, cái tên chị á. Không phải, Đức Đức. Xin dương. Đức Đức đài rồi. Thằng này lái đây, mạnh sáng này đi. Ủa, mạnh sáng nó rồi, nó đâu có tuôn đâu mèo. Đập nó mấy cái là nó lên trầu rồi. Tại ông bị, nó bị gì gặp không? Chắc tôi bật chưa kịp, nó chỉ gặp tôi cả. Chắc nó chưa nhắn kẹp cái nút bật tôi lên. Xin dương ngu vãi đái, đi lóc cũng chết nữa. Anh mới chết thì đi cách đó luôn em. Sao em lại nói anh như vậy em? Xì 360. Đây, bạn xanh đây. Hello. Rồi. La. Rồi, goodbye cái giường của bạn Blue nhé. Chị Panda ơi. Goodbye cái giường bạn Blue nhé. Nói chị nè. Cái giường hẹp quá, nó khó vô nhà. Holy shit. Em. Đây. Em ơi. Đây là anh mà. Đây là anh mà em ơi. Nó đập vô mình chết chứ. Thằng mất chết. Thằng nào đập đi. Rồi sao? Ai đó bắt vô mình đi. Holy shit. Holy shit. Quái. Dương cho tao. Oh my god. Ơi, anh quên lại. Ủa mà sao tự nhiên cái giường mình nó đập qua đập giường mình vậy? Thì đó. Ủa ai có hai em ở rổ nhà vậy? Nó vô kìa. Ôi, mèo. Ôi, no, mày tuôn. Holy shit, rồi xong. Oh my god, nó đã bật tuôn. Phải đây. Ê, cái thằng đó không rộng nữa. Không phải nó đâu, nhiều thằng. Cái đó là cái end game mà. Bình thường à, cái đó mình vẫn có thể mua được. Nên cái đó bình thường. Anh chơi build đi. Anh không thể nào chơi build được. Em hiểu không? Sao không thể nào chơi? Tại vì bây giờ anh đang thèm bad word vải đại. Anh rất thích chơi bad word. Nên anh sẽ không chơi build đâu. Mèo, có chỉ có mèo đang thèm build hả? Mèo đang thèm build hả? Tôi đang thèm chơi bad word đó. Sai như vậy cho nó khó đi tí xíu nào. Trời ơi, sao tôi đặt lóc chậm quá vậy ta? Tôi đặt lóc chậm như trâu. Còn là tôi ông nội thôi. Bình thường mà mèo, bình thường nên đừng lo, bình thường. Mà mệt mỏi quá đi. Yeah. Rồi tôi lấy em bắt đầu trước mèo ơi. Lấy em bắt đầu đi. Tôi lấy em bắt đầu trước. Hả? Lấy em bắt đầu. Nhà mình đâu vậy? Nhà mình đâu vậy? Nhà vàng. Thôi, đây là nhà vàng. Ui, quá nào. Trời ơi, Bobby ơi. Ê, chim mèo. Chạy qua nhà nó, quay lại. Chạy qua nhà nó. Chạy qua cháu, lẹ. Chạy em chạy qua, chạy qua nhà nó lên nè. Lá, đưa em hết bàn kìa đây. Trời, hai bà lưu lấy rồi, lấy kêu mình rồi. Ủa, sao quanh giường hết rồi? Hai bà lưu nè, em qua lấy kêu nè. Ủa, bàn đó chị Minh, em nói chị là đưa hết bàn. Ủa, đây. Mình vừa mới vô với chị Minh giữa tay. Đưa vàng cho em. Ôi. Trong rừng á, tự xử đi. Phải đái mình vừa mới vô mới kêu chết ngay luôn. Ok, được rồi. Tôi sẽ thận trọng khi nó vô nhà mình. Đó, uống thuốc này vô. Tới đó, tới nhà mình trả thù nha. Ủa mà mèo quánh bên giường nhà kiếm nè, kiếm nó qua, kiếm quá trời nè. Blue quánh nhà đỏ. Ủa vậy sao mình đổ qua nhà mình trả thù? Tức quá vậy, Blue quánh nhà đỏ mà. Mình đỏ luôn rồi, tại mình vô mình phá. Đỏ còn phòng nằm nha, rồi đỏ chết hết rồi. Ôi mày khóc đi. Ủa còn có mình người đi vậy? Thằng té chết, thằng tôi quýnh chết. Từ. Tao sợ gì lẹ vậy? Chưa kịp làm gì luôn. Tôi chưa kịp làm gì ta luôn mèo. Green này đây, green. Oh my god, chạy không thoát đâu. Tại vì tao đang có hút chạy nhanh mày hiểu không? Mày chạy không thoát đâu, không thoát đâu. Oh my god, rồi xong cảnh sát luôn. Vàng đâu? Vàng mình chứ ai? Vàng là mình đó ba. Xà lá. Lá còn có thằng duy nhất à, để kiếm cái kìa. Thấy. Happy hay mèo đang rượt nó vậy? Ôi, em rượt á. Rồi xong qua tới nhà nó luôn, ba người qua luôn mà thắng nè. Chạy đi, đứng đi dòm rồi. Happy chạy chết á. Ủa chẳng gì lẽ vậy, chưa kịp làm gì luôn á. Chưa kịp làm gì luôn á.
chưa kịp làm gì luôn mọi người. Làm gì luôn á. Tự nhiên cái nó chết luôn mày. Không biết gì luôn á. Oh my god. Anh không có làm gì người ta đâu, anh chưa kịp. Anh mới ra cửa mới xong cái thấy cái đồ bốn giường nhà bắt tiêu hết. Hồi nãy em vừa mới nhảy xuống chết cắt cái tự nhiên banh hết ba cái giường. Nè gặp bạn DJ anh nè, nó hay chưa? Các bạn DJ anh nè. Có gì còn hả? Nó dễ sợ. Dễ thấy sợ đúng không? Mắt ma đi anh, thôi anh mà chơi mắt ma thì thôi. Ê, cái đầu biết ngô này mọi người sẽ trốn. Các bạn đầu biết ngô này đâu đâu, bạn đó là lava creeper đó, đúng rồi bạn là lava creeper nè. Vô tan 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 rồi mà. Anh chỉ cần 10, 14, 16 rồi ok quá thừa luôn rồi. Mọi người xem được những cái thuốc đi mọi người ơi. Chị đa móc vàng ra để vô rương cho em. Danh nè. Bạn nó lúc nào cũng xe livestream của anh Hút đó, đúng là fan cứng luôn. Mọi người thả like cho anh Hút đi nào. Ta 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 ta. Em đi rửa chén rồi xong quay lại xem livestream. Oh my god, em giỏi như vậy. Em biết rửa chén không phụ gia đình luôn hả? Người chén phụ gia đình nữa. Phải đái. Holy shit, holy shit. Oh my god, thằng xanh này. Ôi mày qua đây mày làm gì? Ôi, tao quên tụi mày cứ miết kìa, thằng xanh lắc cây. Oh my god, thằng xanh lắc cây. Đây 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 đây, em ra đây. Bạn Alan luôn. Chắc mình phải kết thúc thằng xanh lắc cây quá. Kìa đứng nó tới giờ. Ủa xanh lắc cây nó mau quá trời. Ok. Đặt lên, đặt lên. Ôi. Oh my god. Em đặt cái là anh hút hết thấy đường luôn. Mình chỉ qua nhà ai nữa, qua nhà mình đó. Thằng xanh lá nó qua nhà. Nó nhảy lên kìa, nó quấn cái đầu anh bây giờ. Không, nó không quấn trên đầu anh đâu. Đó. Mày quýnh cái đầu em nè. Ôi nãy giờ nó lấy hết MR luôn bà con ơi. Bà con có nên thận trọng thằng này không? Chỉ gì thôi đặt cái đầu nó trước rồi chứ ai nữa. Ông rất đau à. Mày vô đây mấy em nữa anh té anh mà vừa mới lượm được 6 ba kia kim cương luôn ba mà rồi mày mày đặt ai vậy ai vậy mày có chèn sẵn lên mà chơi chó lắm rồi rồi đây đưa hết vàng cho em chị Bình Đa, vàng của chị Bình Đa đỏ vô nha. Ui đâu vậy hả? Ê, đi xây vô mày có đừng đừng ôi lẹ lẹ vậy. Sao xã hội này nhiều người lạ vậy? Sao xã hội này nhiều người lạ vậy? Ôi. Sao cái thằng xanh không quánh được, có gì thằng xanh không quánh được. Xanh là xanh da trời, còn mình nói là xanh lá, mình là xanh da trời. Ai biết đâu, nãy giờ xanh lá cây qua quánh em quánh ừ luôn. Tên kìa, đi là tên của fan. Dạ em chơi là phải mở mắt em nhìn tên em hiểu không? Tên thôi chứ giờ không có nhìn thành, không có nhìn màu nữa. Ok. Giờ chơi nhìn tên thôi. Đỏ nè, quýnh được không? Không. À, có thằng Dương nhà mình. Phobie cứu anh Phobie. Cứu anh Phobie. Kìa, nó đang đặt cái tên lóc kìa, đang đặt tên lóc kìa. Mày thì lava ripper nó cầm ra đỏ là của mình đó nha. Ok. Bây giờ có khi nào đã sống không? Nào vậy mới vậy nó cần. Hai đỏ qua kìa, hai đỏ kéo qua nè, ra đây. Holy shit. Ok, ủa. Rồi, cầm ripper đi sau lưng này. Này đúng. Quá trời trốn rồi. Rồi sao? Ripper đúng rồi, ripper. Vô nhà đi em, rồi xong đó, thấy không? Khỏe không? Đó, mất biệt thôi mà anh. Tao là bắt cái thằng thù. Ê, thằng này là... À, mày bắn vô là con quỷ. À, xanh bắn vô là xanh lá. Ê, DJ ơi, anh em ơi. Anh, oh my god. Thằng này, mày có kiếm cái cương, tôi sẽ diệt mày đầu tiên. Ok, bạn xanh chỉ còn còn vài máu thôi, bên mấy nhà xanh còn vài một ít máu thôi. Bây giờ chúng ta đã khỏi lo là thằng xanh nó sẽ chạy qua đây nữa rồi. Đúng rồi, tôi phá banh giường tôi nó rồi mèo ơi. Bạn DJ ơi, em chạy qua đây đi em ơi. Nãy là anh mà, tôi sao em lại đánh anh? Em phải dỡ giường em ra em hiểu không? Bị lộn quá, lộn người quên màu luôn á. Oh my god, bây giờ bạn xanh đang chuẩn bị tinh thần mang qua nhà mình đó mèo ơi. Tôi nghi là vậy. Lá cho ai kìa, đứng trong đó cả bầy trong đó kìa. Hello. Tôi là người phá banh giường mọi người đây.
Holy shit. Ở máy. Oh my god. Cái gì vậy Phật ơi? Cái gì? Holy shit, holy shit, holy shit. Holy shit. Ai? Trời ơi, nó quấn văng thiệt. Đấy. Thì ơi. Cái mic của em nó rồ quá Phật ơi. Em đâu? Em làm rồi đi Phật ơi. Em đi làm em rồi đi. Ok, được chưa? Ok, xanh láo qua, Ôi, tàn hình. Tàn hình vô nhà kìa. Bên không. Ba rồi mày. Thằng này đang đặt lên nóc nhà nè, đây cái cửa. Không có vô à. Chào bên đây. Thấy cái thằng đó hả? Thấy rồi. Đây. Tôi thấy này rồi. Mày đặt không? Mày đặt cho tao không? Đây. Thấy thằng này rồi nè. Holy shit, đi giấy mà. Em làm cái gì vậy? Holy shit, sao em đánh anh? Em làm cái gì vậy? Em đặt lên đây làm cái gì? Mày có. Rồi. Anh đi giấy nhảy từ trên nóc nhà xuống chết luôn rồi. Shipper nó chọi. Ôi trời, em chết rồi hả? Shipper nó quánh trên đây chọi nè. Trời ơi. Ây da, tụi em thấy bà Phan từ trên nhà xuống cái biến mất tiêu luôn rồi. Đó là gì? Ấy hả, này tôi nè, nãy nó quấn quýnh tôi nè. Mày chạy đi, tôi cho tao không? Rồi, rồi xanh lá bây giờ chỉ còn... Ây, ôi trời ơi, đi vậy cũng té. Rồi xanh lá bây giờ chỉ còn một người thôi rồi. Shipper đến trước mặt tôi đang chọi vô vườn nhà con đỏ. Tôi làm cái sành nhông nhăn xuống luôn. Mèo, nãy giờ tôi thấy mèo không nâng cấp cái gì bằng kim cương cái gì mèo. Tại sao vậy? Trời, thứ gì đó kim cương được nâng cấp mà tôi chưa thấy mèo ơi. Xin lỗi em biết bơi. Làm mà nó phải ban, từ bên kia mà nó ban qua đây mèo biết không? Bà rồi mày. Phật ơi. Gì vậy? Ủa đúng không? Không biết ai là ai luôn bà. Nhìn tên đi. Rồi. Giờ em phải chơi, ít ra phải có thời gian để làm quen em hiểu không? Em phải làm quen với mọi người em hiểu không? Rồi, thằng này đánh được không? Thằng này tốt đó. Thằng này là cái điệp vô đầu đó. Ok, điệp. Rồi xong, kẻ điệp là đã chết rồi đó. Đó. Chơi nhiều đồng minh quá, giờ không biết nào luôn. Quên tên hết luôn rồi mọi người ơi. À, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp giáp rồi, xong nâng cấp giáp kim cương rồi đó. À, bây giờ chúng ta nên cho ai banh giường đây mọi người? Có quỷ qua nhà đó. Đậu xanh, Reaper đánh em kìa. Tại em qua nhà đó chị không muốn bị đâu. Em không muốn bị bánh giường hả? Hồi nãy nó mới chọi. Reaper còn ấm ức. Pháp Đi làm điên quá, bây giờ đi đâu bị đánh Pháp Đi ơi. Chọi lên còn ấm ức, vỗ lên cái okay. Bạn già, này có đặt là commit không? Oh, bỏ một cái là mất hai cái TNT luôn á. Bạn này đặt một cái đường rất là đẹp mọi người ơi. Cái đường có cái đồ bảo vệ các thứ. Ủa mà nãy giờ thấy xanh lá không? Còn ông xanh lá cuối cùng á. Osaman gì nè. Osama Bin Laden gì nè. Giờ kiếm ra vô xong ông xanh lá coi. Em ơi, này là anh. Đây là anh em ơi. Ê, bây giờ chúng ta kết liễu vàng nhé. Chúng ta sẽ cho vàng banh giường nhé. Ok. Vàng ơi, vàng ta không ưa mày lắm. Đó, anh hút xe qua cho nó chết. Vàng không mèo ơi, có đi qua theo anh nè, anh với em qua thuộc giường nhà vàng nè, có đi. Đỏ đang chà vàng quyết liệt bên này lắm nè. Mình mà qua đây là mình hưởng hết cả con luôn á Phúc Đi ơi. Đó, hay chưa? Đi. Đây là trận chiến của vàng và đỏ. Cascaded. Ủa nó xây cái con quèn què vậy? Anh không biết. Anh không hề biết vàng đang làm cái gì. Mày nè, vàng nè. Cascaded. Đó, Cascaded vô tới nhà vàng luôn. Nhìn vô tới nhà. Không phải ông nào cũng là fan đâu. Rồi em làm cái gì vậy? Anh đang đập bà lóc. Ai té chết bà nội. Oh my god. Em té chết luôn. Ra đi, ra. Ok anh ra rồi. Ây nó qua đẹp cái gì đây, ai dĩ không? Rồi xong, đỏ bên giường rồi, ai quýnh giường nhà đỏ vậy? Vàng nó chà nhà đỏ, mình chà đường chà nhà vàng. Ok, đây là lực nhân quả. Ê, cái dân vàng chạy, tụi chạy dưới mày. Đâu không, vàng đâu kìa, vàng kìa. Tụi em nổi đó vậy mà em không quánh nó luôn hả Phát Đi? Chạy hả mày. Ok, nó chạy đường nè. Chạy đường. Holy shit. Mày nghĩ mày chọn Phát Đi xong rồi mày sẽ được sống yên hả mày? Oh my god. À, vô đây. Đi. Rồi, tấn công. Vui vãi. Đây là chúng ta đã trà sập giường nhà vàng rồi. Ui. Hả? Ê, bây giờ chúng ta sẽ qua nhà đỏ nhé. Nhé Phát Đi. Ok. Ok, chúng ta cùng nhau qua nhà đỏ nè, mình cho nó đóng băng hết em ơi. Cùng nhau đóng băng. Holy shit. Lấy chạy. Vô nhà mình kìa, đỏ vô nhà mình kìa. Rồi, Quý Hợp Sáp rồi đó kìa.
Mày Còn một người đúng rồi, Ripper, đừng có đánh Ripper. Còn Salah, đi tìm nó đi. Một hồi nữa mình sẽ cho bạn Ripper được hưởng thụ sao ha. Ripper kêu chỉ cho chị một đội kìa. Xanh lá nãy giờ nó xây đường qua nhà người ta làm tè le, còn, giỏi còn, lắm mà. Còn nào nữa không? Còn đúng xanh lá đó Phạm Vy ơi. Còn xanh lá là xanh lá trước kia mình có cái phụ tục xanh. Ê, oh my god, ném nữa té chết rồi. Mình có cái phong tục tập quán nó khổ đời lắm. Rồi, xanh lá ơi. Ok, thấy rồi. Hello. Để chạy tao quá. Đây, để cho chị Bada. Để cho chị Bada. Lúc nào chị Bada cũng được hưởng cái cuối hết. Chị Bada sướng ghê. Lúc nào được hưởng cái cuối hết. Ok, chị Bada ơi. Are you ready? Are you ready? Đây là có già chết đỏ. Ủa mà ghê như vậy. Nhờ có con sâu. À, khiêm tốn, chị Banda rất là khiêm tốn, mọi người thấy không? Khiêm tốn. Có con sâu mà chị Banda đã chà chết đường đỏ rồi. Sao nó đang đau chị đi chắc đi. Đó bên nhà nó chứ đâu đứng trên nóc nhà bắn cung kìa, mày không thấy hả? Đứng làm điên đó nãy giờ đó, tôi đâu có nói gì đâu. Hay hả? Ở đâu? Bắn cung hả con? Kiện sánh chứ. Mày còn thời cỡ ngựa bắn cung nè. Là người trong hết thời luôn. Tại để em mua cục xe đường, lại nó chọn banh đường. Để em giúp chị banh ra. Đây. Rồi em vô nhà rồi. Nó xây lắp cái đầu nó rồi kìa. Khoan chị banh ra ơi. Rồi xong vô, chị banh ra vô rồi. Khoan chị banh ra ơi. Vô tôi ra chứ. Em vô hiểm đi, chị banh ra, từ từ đừng. Để tôi qua. Tôi phải chứng kiến cảnh chị banh ra là điên. Từ nào. Đừng mạnh động. Ok. Cái đá đi chị Banda cho đấy. Đây hút cho chị Banda đồ nè. Cho chị Banda phập nó cho nó dễ nè chị Banda. Chị Banda. Xuống đây. Đây, xuống đây xuống gặp em nè, xuống đây gặp em. Đây, đây gọi là chị lấy vàng đi mua giáp sắt đi chị Banda. Giáp sắt đi. Ok. Để chị sắt cái. Mình qua nhà ta mình ăn. Rồi cho chị Banda em ơi, em đừng có manh động. Rồi một. Rồi ủa. Rồi chết bà muối là sao các bạn? Không có. Mua giáp sắt chưa? Nè, chị Banda, nhìn em. Tục vô mặt chị quá. Nè, táo vàng nè. Thuốc chạy nhanh nè, đó. Rồi uống đi. Uống thuốc chạy nhanh lên chưa? Uống hết vô. Nhai táo vàng chạy nhanh vô. Rồi. Ôi chị Banda làm chưa? Rồi, xong rồi. Đi ra đây. Bà quánh tao. Ra đây chị Banda. Không có, vô đây. Nè, vô đây chị Banda. Nè, vô đây. Ủa đâu? Nè. Ê, tao chịu đá đâu rồi? Chị nè. Dẫn lên đây cho gặp công chúa nè. Ai lắp cái xe lại vậy? Nó lắp chi ai? Nè, lên đây chịu đá. Chị có sâu chưa? Ê, xuống đây quýnh kìa. Nè, nó chịu đá, quýnh nó đi. Quýnh nó, nhào xuống quýnh nó đi chị Banda. Nhào xuống quýnh nó đi. Kẹo nó chạy kìa, quýnh nó chịu đá. Đừng có hai cho nó. Quýnh nó. Rồi chị Banda đã chờ chết nó rồi. Rồi bây giờ cùng nhau vậy là phụ thuộc với hai bạn Ripper thôi. Ripper nè. Ok. Ripper nào giờ có coi riêng có biết không? Ai không biết nữa. Bạn này nhiều khi thấy lạ với thủ tục này ăn. Poppy không biết bữa nay có biết luật lệ mới của team chưa ta? Cái gì? Em bây giờ em nhảy xuống vực đi Poppy. Em biết cái vực nào sau em ban hết ra luôn. Chờ để anh đập giường cái em hả ban nha. Về nhà mình Poppy. Ơ em chết rồi. Gì vậy? Em chết rồi. Từ em làm thiệt luôn hả Poppy? Rồi. Chị mới tay. Đây. Đây. Đừng có xây giường. Rồi, ra. Ra. Rồi, Ripper. Rồi đây. Ripper đâu rồi? Ripper nè. Đây, đập giường em ơi, đập giường đi. Đúng rồi, đập đi. Đi, rồi xong. Rồi đi ra đây. Đây nè. Chị đánh Ripper thôi, để Ripper đánh cho chị. Con nhiều quá trời. À cho Ripper đánh cho chị Banda đi. Ripper đánh chị. Đánh solo với chị Banda đi em ơi, để anh phá bớt block em. Em đi chị nè. Chị nè. Ăn táo vàng đi em ơi. Nè, đây là phần thưởng của em nè, đó, một viên còn chị Banda chị nè. Đối với chị Banda thì em cho 2-3 viên luôn đó, chị Banda. Bạn cắt cái viên cũng vô đó rồi. Không, cái viên này viên trội cho vui mà. Kìa bạn Ripper lấy các mấy cái con chuột vô kìa. Rồi hút Poppy xây tà, xây rào lên em. Rào lên. Cho chị Banda với Ripper đánh nhau nè. Rào lại em ơi. Trận này là quánh
Chết thỏ đó, không cho chạy á. Đào lên, đào lên, đào lên. Holy shit. Không cho chạy nha, chị Mida lần này học hỏi cho chạy chị Mida. Chọn chiến trường cho đấu nè, rồi. Có cây này đập kiến nhanh không ta? Có cây nào cầm đập kiến lẹ thiệt là lẹ không? Chứ cái cây này nó đập lâu quá. Đó, tao mà từ lóc xây cao lên em ơi. Thì cao lên xây tầm 2 lóc thôi, không ai chạy ra hốt đâu. Em xây chi cao dữ vậy, em tức xây cái thành luôn hả? Đó. Đập 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 cái giường lại, đập cái giường lại. Đó, thiệt là ngon lành luôn. Xong, xong chưa, xong chưa? Xong chưa? Banda ơi, rồi, xong chưa? Rồi xong, để hết kiến chưa? Rồi, đây. Từ từ, cám hiểu từ từ nha. Có sắt không mọi người? Có sắt không? Cho hút sắt cái nào? Sắt cái nào? Sắt cái nào? Từ từ, đây đủ rồi, để cho chị Banda solo với Tipper coi. Ai chết bà là một Iron Golem. Sắt nè. Từ từ, để tôi đưa Iron Golem lên làm công chúa trên cao cái. Không, lên cao là công chúa mà. Từ từ. Đây là nàng công chúa sẽ chứng giám cái trận đấu này nha. Nó xuống nó quýnh là ông ấy bây giờ. Không, nó không có xuống được. Đã tôi nói là tôi cho nó lên đây làm công chúa là đúng nghĩa là nó sẽ làm công chúa mà mèo mèo cứ yên tâm đi. Thì nó đứng đó dòm. Nó sẽ đứng đây, nó không nhảy xuống được đâu nên đừng có lo là nó sẽ nhảy xuống. Đó. Rồi sau là em té cái là chết luôn, không còn mạng đâu đó. Rồi ok, tôi không té chết đâu mèo ơi. Ta chuẩn bị trời, sao chị không mua kiếm sắt kiếm đồ? Chị Banda ơi. Ơi, sao chị khờ quá vậy chị Banda ơi? Tại Giang mày mua cái kiếm sắt đi. Tao lấy cái gì mà ơi. Oh my god, vậy sao cho nó làm công chúa trên đây được ta? Xây 2 lóc nó mới làm được công chúa. À tôi lỡ xây cái ô này bự quá, tôi sợ nó té chết. Xuống nó quýnh làm con kia. Ok, vậy để tôi nhảy xuống tôi mua đồ cái. Trời ơi, em ơi, em cần chi nhiều đồ, em cần chi nhiều đồ. Trời ơi, em không cần nhiều đâu. Trận này là trận đấu công bằng em nên em đừng có lo. Không ai mặn hiếp em đâu. Đúng rồi, em không cần phải lo gì hết á. Ok. Holy shit. Qua đây. Bi làm cái gì vậy Pháp Bi? Em sẽ làm đấu trường sinh tử thiệt luôn hả Pháp Bi ơi? Nó đang xây cái lồng lại đó. Nó đang đấu WWE. Rào lại Pháp Bi ơi, rào lại. Được rồi, đừng có tù túng quá em. Hôm nay là sẽ không ai có thể chạy thoát ra khỏi trận đấu này đúng không em? Không có vô lum nha em ơi, chỉ kiếm sắt giáp sắt thôi nha em. Rồi. Kiếm sắt giáp sắt tao dạng thôi nha, không có vô lum nha. Không vô lum nha em ơi. Trận đấu này không vô lum, không vô lum. Mua rô lum là bị đánh hội đồng đó em. Cái gì vậy? Sao Pháp Bi lại nở lòng nào làm vậy em ơi? Rồi từ từ, để anh Đức đang xây cái pháo đài cho con Iron Golem của anh bé đã. Đó. Kiếm sắt giáp sắt thôi. Bây giờ còn bên này nữa. Ok. Không thấy con trời, trời ơi cái gì vậy? đúng rồi, nộp đi trước khi thi đúng rồi. Ok. Em thật là kia là sao tao minh bạch quá đi. Em thấy mà trời. Chết rồi, Iron Golem em dính vô con cò bay. Để tại nó cho nó chết luôn đi mà quá à. Iron Golem của tao. Golem ngu. Đúng là mày là con cô làm ngu mà. Ai a nó rớt xuống rồi. Quýnh nó đi. Ôi shit. Ôi shit. Ê khoan mua tiên ti đặt ra cho nó chết từ từ. Đừng. Nó chạy đi vô. Chạy đi. Nó tới tiên ti đây là nó sẽ chết rồi thôi. Đặt cho nó tới tiên ti, né ra mèo. Né ra. Ê đừng có chưa cho nó vô. Chạy lên đầu đi. Quýnh nó đi, quýnh nó đi. Quýnh nó đi. Oh my god, anh xin lỗi bạn Gipper nha. Nhà vô địch của chúng ta là Iron Golem. Đúng rồi, nhà vô địch của chúng ta là Iron Golem. Ai tôi đâu có cố tình, tôi chỉ muốn phá đó là cho nàng làm công chúa tóc dài. Tôi muốn làm nó thành công chúa tóc dài xinh đẹp và cô vô cùng đáng yêu xinh đó. Nhưng mà vô công chúa tóc dài đã xuống cà nát đầu mấy bạn đó rồi. Trời ơi sao em không chà Iron Golem? Em phải gặp nó phải chà nó em ơi. Con nó nghĩ Golem cũng nghĩ nó là bạn á. Đúng rồi. Chà không lợi. Cái con đó là cái con động vật không não em hiểu không? Mình coi thế nào làm bạn được cho nó. Còn nó ngu lắm nghe, cái lúc không cần nó khô mình lại đi khô kìa. Đúng rồi, bình thường Iron Golem cực ngu luôn. Bình thường thả nó ra nó đứng nó đừ. Nó sẽ đừ ra mọi người. Mà Golem của sao ấy mà thì không ai quen hết. Chị Banda. Bạn nào mà nghe quen hết, bạn nó buồn quá. Bạn nó đập bằng miếng mình hết. Bạn nó bị hụt hẫng đau đầu quá. Mấy này được đánh với chị Banda rồi, đánh với nhà vô địch Banda của chúng ta rồi. Đúng không? Nữ YouTuber BBB ngu mà thấy đó. Đúng không? Chị Banda có cái biệt danh là vậy. Tại đó em đặt cho chị Banda đó. Chị đang luyện, cái đó chị đang luyện. Đang luyện đúng không? Đó, chị Banda đang luyện. À quá nhiều quá nhà đó.
Để ừ, qua nhà nó chưa gì mà. Nó đặt nó đặt qua, nó đặt qua kìa. Nó đặt qua nhà mình hả? Nó đó đó. Để lẹ qua. Đây đây, kiểm tra đưa em hết bạn kiểm tra. Hai chặt một, hai chặt một. Bạn kiểm tra nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Đâu, đâu, đâu. Bạn nó kiểm tra. Lên. Ê hút em qua nhà nhỏ đây đây. Oh my god. Ê. Ồ bạn lại giơ god. Ok, bạn này là fan đúng không ta? Ok. Trái tim bạn đó, để hình trái tim ok, anh đấy sẽ không nạnh bạn đâu. Bạn nó màu gì? Màu đậu xanh lá, màu xanh lá, màu xanh lá. Màu xịt bạn đỏ bên giường rồi. Ok. À, bạn này đến trong hòa bình và chúng ta sẽ không đánh nhau. Đây, đây là bằng chứng của việc hòa bình. Ok. Đâu? Nè, cho em hai vàng. Đó. I love you bạc bạc. Đúng rồi em ơi, I love you bạc bạc hôn ngao nè. Đâu đi nhìn okay. Rồi, rồi đi bánh giường ơi. Nhà em đã bị thằng vàng nó phá giường rồi. Rồi chạy qua nhà chạy đi em ơi. Bây giờ đi về trước hả? Ai, ai, thằng vàng đó nên hút. Holy shit thằng vàng. Oh my god, thằng vàng này. Chạy qua nhà chạy đi. Vàng này đáng ghét gì vậy? Đi vô. Đáng ghét gì vậy? Chạy vô đi em ơi. Đi vô đây. Vô. Đi vô. Đi vô đây, vô đây. Đi vô trong nhà. Holy shit. Thằng vàng kìa. Giờ đất ra, giờ đất ra. Ai, ai. Bà 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 bà. Ui, mày bay xuống giật luôn. Ôi, bay xuống giật luôn rồi. Cái điện qua tới. Chúng ta có cái điện. Ok, cái điện vào nhà. Cái điện vào nhà. Ê, ô sao lại. Holy shit, holy shit. Ôi, 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 ôi. Cái điện, cái điện. Chết cái điện đi. Holy shit, giết bằng sắt rồi. Quánh cái lên mèo quá. Đâu em ơi. Anh đã lờ giết em rồi. Sao sao tự nhiên ta đang hỗn chiến anh nhào đầu anh gì? Không, cái đó là trận dấu mà lưỡi kiếm nó lạnh lắm mọi người. Ủa thằng nào chứ bọn thằng nào trước cửa nhà mình hả? Bị khùng nè mày. Vàng quá kìa, một đùi luôn. Bị khùng nè mày. Holy shit, mày là thằng điên. Rồi giết rồi. Thôi thằng vàng đứng bốn thằng trước cửa. Ở nhà vàng. Thánh tôn đứng trước nhà kìa. Bị ớn quá. Vàng quá, vàng quá. Holy shit. Ôi nó vô. Ôi, ôi trời. Đó vàng tôi. Rồi sao? Ôi, tắm vậy? Rồi rồi. Holy shit. Nó ăn con vàng nữa. Rồi xong rồi. Ai rồi. Holy shit. Mày. Oh my god. Rồi xong rồi, tôi quánh bánh xác nó rồi. Em chết rồi hả? Ôi, biết ớn quá à. Qua nhà nó đi, qua giường nhà nó đi. Có tên tây nè nút. Anh nút có tên tây rồi, nó đang qua nữa nè. Giờ sao mà qua được giường nhà nó bây giờ? Nó không thèm đánh. Nó sai mày đừng có biết qua nè. Giờ sao đây mèo? Nó sai mày đừng có biết ba thằng này chắc dặn. Rồi nó mang qua nhà mình nữa kìa. Qua nhà mình nữa kìa, qua nữa kìa. Trước cửa kìa. Bỏ nhà thì bỏ nhà đi, bỏ nhà đi. Chị Bình Đa, chạy chị Bình Đa ơi. Rồi xong chết chị Bình Đa. Chào xong chết chị. Nó sẽ chà chị. Chà nó đi chị Bình Đa, chị chà nó đi, đừng để nó chà chị. Chị Bình Đa, chà chà chà, nó đánh cây bài tám thôi. Ủa, đã không cứu kịp chị Bình Đa. No! Ồ, nó bánh văng dữ lắm. Nó làm gì ở đây vậy Phúc? Em đi theo anh, để chi lâu. Rồi, nó kéo qua nhà đỏ nè. Mày! Nó văng vô rồi, kéo qua nhà đỏ rồi nè. Nó bọc đầu luôn á. Em né ra đi Phúc đi. Nó này chạy cửa mấy cái. Mấy này chơi Discord rồi, chơi Discord rồi. Đã tui còn chơi Discord nữa hả? Ừ. Ôi! Ui! Ui! Ồ, đặt nó cao vậy mà nó không đánh được á. Ủa mày... mà nó bay một cái ba bút lóc luôn á. Ai ủa rồi sao mà không bay xuống giật này. Ôi thằng vàng nó tuôn rồi, nó tuôn rồi. Mấy thằng này nó chơi ác quá. Nó ác quá mọi người ơi. Hả? Nó phải không phải. Hàn Quốc người nào dễ skin thì nó cũng giống nhau thôi mà mèo. Vẫn ngoài đó vẫn có đầy dãy mấy thằng trẻ trâu lấy skin của tôi mà. Thấy không? Không lẽ là nó là Gatwood. Nó hàng vỏ đá. Thôi, nó hàng vỏ đá. Ăn, có. Hả à, sao ăn chẳng khác mèo. Đây có hai đứa ở trùng. Không, trời ơi tôi nhớ tên nó mà. Không phải nó, không phải nó, không phải nó. Mèo chơi mà mèo toàn nhìn nhớ skin không à. Cái đường đâu mà mèo. Thấy skin trời, mèo chơi mèo nhớ skin không biết đường đâu mà mò. Cái trận này đặt chéo là commit nữa, đúng khó luôn, tôi hết block luôn đặt có. Tôi có 48 block à. Đã qua mới tới luôn nữa ta. Tôi nghĩ là có hàng đang đặt qua nhà mình đó mèo ơi. Bên cửa màu xanh da trời vậy nè. Tới 15 lóc tới. Oh my god, màu vàng. Cái bên mình màu vàng. Thấy có mấy thằng nhảy xuống giật màu vàng nè. Phải không? Màu xanh da trời đúng rồi. Lắp vô đi, lắp vô đi, đi lượm kim cương cho. Có đi lượm em mới gồ nè, có đi lượm em mới gồ. Thì nó cấp lò đồ đi. Trời ơi. Lượm em mới gồ. Có đi, em mới gồ của anh. No, em đừng có giành với anh. Không là nhà mình sẽ chết đó Phật đi ơi. Em có giành anh đâu.
em đứng đó em cam MR cho anh. Em đứng em la liếm anh chờ có MR nào đó em sẽ đem về đây cho anh. Và anh sẽ sử dụng MR của em để đặt giường anh đó. Xanh lá nè, thiệp em. Holy shit, anh thấy rồi. Không, nó không qua nhà mình. Nó không qua nhà mình. Thấy nè, 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 đang commit nè. Đâu có thằng nào qua nhà mình đâu. Ok, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Không, MR tới đi. Rồi xong, có một MR nữa. Hay quá, 4 MR rồi. Bây giờ chỉ có thằng nào. Ê, Sala nó bán qua nhà mình kìa. Sala, 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 đứng bên kia, đứng bên kia, đứng bên kia bờ suối. Nó là Play Blue á. Cái gì Play Blue? Nó đứng, nó để hiệp định hòa bình với mình kìa. Có hòa bình luôn á hả? Không, không, không. Thằng đó xạo ke đấy. Để tụi mình chat lên coi nó có chat không. Hello anh Red. Đây. Vô okay. Em, vô nhà, vô nhà. Bạn này fan, bạn này fan. Phụ vô. Thì có mới đâu quá chị đi. Chị có hết đâu này qua đi chứ bà này. Khổ thiệt. Bạn ta này gắt thiệt. Ok, mình sẽ giữ mấy cái này ở đây. Không trường hợp có thằng điên nào nó muốn qua nó chôm đồ của mình. À đây. Hello bạn fan thân yêu của anh. Đây. Mời em hãy dẫn anh. Nó không phải đâu. Nào vậy? Ủa vậy hả? Nó đang. Và em hãy dẫn anh về nhà của em. Và em hãy đập giường ra để cho anh đập giường nhà em đi. Em đồng ý không? Nó đang định hòa bình nhưng mà nó không biết. Ok, bạn này đồng ý đi em ơi. Đi. We can come for hòa bình. Đây, rồi em, đi. Đó, thấy chưa? Em luôn luôn giúp đỡ anh mà. Đó. No. We are friends. We are friends. You should be. Từ từ. We are friends. No. Rồi, bạn này biết mà luôn. No. Holy shit. No. Ở trời, sao mình lại đánh tao? Thằng ngu. Không phải đâu, cái gì mà lộn quá vậy? Nó đánh em trước đó. Mà lâu nó nè, mà lâu cũng có ông bạn đó kìa. Ok, tôi đã gặp được friend của tôi. Oh shit, Green nó bị bắn giường rồi. Oh man, mình chưa đập giường Green mà thằng nào? Mình chát lên coi thằng nào đập giường. Red chưa mặt thôi, mình Red. Holy shit, thằng vàng. Yes, thằng vàng. Chỉ có thể là màu vàng xịt thôi. Chỉ có thể là màu vàng xịt thôi mới dám đập giường nhà Green, bạn thân của Red Hood. Ủa, mới gặp thôi mà thân rồi đó hả? Thấy dẫn qua là biết thân rồi. Ok. Anh sẽ lên kế hoạch giả hù cho Green. Green, do you sợ chết mí? Không, là xe God VN là của bạn luôn á nha, đừng khách ổng nha. Ê, ra giặt chết hai xà lá anh Hood. No, xà lá y và Ren. And we don't fight with xà lá. Oh shit. No. Holy shit. No. Cái lồ với nhắc kìa. Trời, ai tao muốn đánh đây rồi thằng quỷ. Holy shit. Chị này, chị Panda ơi. Nó cấp cái giường cho chị, okay. Này, mình không có cấp cái giường mà chắc. Nè, bố em rồi nè, bố em rồi nè. Xanh lá du sợ thú vịt. Tại sao lại chết? Cái này cũng là người quen vậy. Ai quen. Hello em. Yeah, anh biết em à. Ok. À, chết xanh lá rồi. Vô nhà đi em. Tôi giải cứu quay mình đi trong mạng. Không. Bạn này đến trong hòa bình. Đến trong hòa bình đó. Cái bạn đều hay, bạn có banh sát rồi, chưa kịp làm gì hết. Anh đến lúc chưa kịp làm quen gì với em hết. Em đã bị vàng mũi banh mất tiêu rồi. Để anh sẽ trả hù cho em. Không biết sao lưng em là fan đang đi chung với em nha em. Ôi shit, thằng vàng. Vàng kìa. Mày phải coi cái độ phòng dĩ của vàng kìa, nó xây cái nhà nó như cái mình. Rồi, chưa. Nó xây cái nhà đó bằng vàng quýnh bạn kìa. Tụi vàng nó hiếp bạn, em bỏ trà về. Để đúng qua hút trà cho nó biết coi cái mùi của nó. Bên ta ơi. Đây. Gì vậy? Mất đi. Vàng quá trời kìa, tụi nó đi một cục lớn rồi. Rồi đi là một cục ba lớn luôn em. Anh sẽ biết cái cục nhỏ. Rồi xong đây. Xong thằng fan của anh rồi. Tao fan anh đâu, tao fan xanh lá của anh mất rồi. Fan ngày fan Blue à. Dương đó. Holy shit. Vàng đã có ý định hấp tay qua kìa. Đi. Một cục luôn. Anh Hút đang giữ đồ và anh Hút không muốn chết. Ê, thằng Blue qua nó phải một mình. Vậy nó bắt mày. Ai mà tôi nè bay giật đi. Ôi, holy shit. Ôi. Ai nó đau nó. Holy shit. Trời ơi. Ôi trời ơi. Oh shit. Cái gì vậy? Holy shit, nó đâu đây? Ai. Holy shit. We don't know what to say. Anh chết chưa? Anh chưa chết, sao mà anh chết được em? Anh tuổi gì mà chết được? Giờ hai thằng rồi, giờ đi qua chạy ra mít. Chạy ra mít chị em. Qua nhà Giàng đi. Vàng có hai thằng đầu trọc luôn, thấy ớn nè. Thấy chưa, nó hai mấy đó chơi tiền cho. Ê, vô. Ủa Giàng, ơi, mà luôn em về nhà đi em. Nhà em đang bị, đang, đang gọi là
bị xâm lăng. Ờ đang bị với mấy dạng vô kìa, em ơi về phụ bộ em đi. Thôi rồi đúng rồi, dạng ghê lắm. Nút. Ôi trời ơi, bắn rồi. Cái gì vậy? Dạ? Phật ơi. Trời ơi, chị đứng ngay đó em bắn trúng chị. Em đang bắn như kia. Không phải đâu mà luôn đó. Ủa vậy? Rồi sao đập giường mà luôn rồi. Đập giường luôn sao? Bậy đó. Không có thằng đó nó chạy chung với em. Cái thằng kia nó tự nhiên ảnh. Bang lên trước. Tại mày tuôn nè mày, mày tuôn nè, mày tuôn nè. Holy shit. Tao sẽ chạy hùng cho cái team tao. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Holy shit. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Mày điên, mày điên, mày tưởng mày trời đất mày. Tôi xong học hả? Mày không hề nào học được tao. Ba thằng. Holy shit, tại một thằng ơi, giết thằng này. Holy shit. Ơi, chạy đâu, chạy đâu. Học rồi, học rồi, học rồi, học rồi. Ôi, sao? Ba thằng. Giang có thằng à. Còn ba thằng, còn ba thằng. Rồi xong tôi té chết. Anh hút thật vi diệu. Vi diệu. Anh hút thật vi diệu. Oh my god, tại sao anh phải té chết được? Đánh được nhà hàng vàng rồi mà anh không thể nào. Tại tất cả là tại Green. Tại sao lúc đầu nó không để cho anh hút qua nhà vàng? Oh my god, tại sao mày ngu vậy? Chúng ta có delay này. Ok, có delay, có laser. Đánh với em à, Poppy này ngứa vú. Poppy làm anh có những cái pha ngứa vú. Tại sao nãy em chết vậy Poppy? Em hả? Em thằng quỷ đó tự nó đang chạy sau lưng em cái tự bang lên trước. Em tính đang tính bắn vô nhà hàng vàng. Đậu xanh. Anh bang lên thứng đạn luôn. Ông mà luôn ông chạy lên ông xây đường, xây đường. Xây xây đường hả? Tính xây đường cho Poppy đi vậy? Poppy nó vừa chọi cục đó mà luôn nó chạy lên nó xây cái gì ra cái trụ trời á. Cái làm vọng cho trụ trời hai đứa té chết luôn. Rồi, một câu chuyện buồn. Đó là một câu chuyện buồn mọi người ơi. Đậu xanh. Anh nói mình nó chết cái chuyện đó. Tại vì nó rất là hai thằng chết luôn. Anh được nhiều lì xì không hả? Hello McDonald's Cherry nha. Anh Red Hood không được nhiều lì xì. Tại vì anh năm nay đã lớn và không có ai lì xì. Em hiểu không? Anh vẫn thích bao lì xì. Nhưng mà anh vẫn thích bao lì xì. Anh còn không ai lì xì hả? Vậy Banda nhất là Diệu Đa tại sao chịu lì xì cho em? Nói vô nhà mình, nói vô nhà mình. Nói vô nhà mình. Holy shit. Holy shit. Trời đổi vô. Ê Fifty, không phải fan, không phải fan. Holy shit. Holy shit. Ê, ê, trời. Ê, khoan. Nó có hàng mà đồ trong người của nó đi. Nó có hàng mà đồ trong người. Thôi không bị thật này, không bị thật này. Ok, Poppy làm hàng mà đồ quá nhờ. Ok, ok, hay quá em ơi. Holy shit. Và nhà mình, ở này có lẽ là mình gặp nhiều người xấu rồi. Ok, I can see xanh lá đang vô mà. Cái gì vậy mẹo? Vậy hát cái gì vậy? Đậu xanh. Mày đánh nè. Ôi ơi, fan gì nữa vậy? Đỏ mắt cái gì vậy? Không biết, không biết. À mà tôi em phóng đi sau lưng mày. Ôi thằng này tôn Phạm Bi ơi. Phạm Bi, Phạm Bi, Phạm Bi. Hét đi. Tôn nè, tôn nè. Rồi sao? Ê, đỏ vô nhà mình, đỏ vô nhà mình. Đỏ vô nhà mình. Ôi nó chạy như cái điên luôn kìa. Holy shit. Kìa kìa. À, mày điên rồi, mày điên điên rồi, bay giật này. Hello. Ê, tôi nghĩ là tôi nên qua phục nhàn đỏ không ta? Nhàn đỏ trước đi. Ok, ok, tôi sẽ phục nhàn đỏ. Tôi coi coi giờ hai đứa nó đang ở đâu, tại vì hai đứa fan. Mũi là trap đi. Nè, nghe cho kỹ nè. Nhà xanh lá. Nhà xanh lá. Đi dây. Bên thằng đỏ có đi dây nha. Đó. Ok. Nè, nè nó qua nè, đi chay qua nè. Không phải đi chay qua, đỏ đang xây đường lên cho nhà mình đó. Đỏ đang xây đường cho nhà mình đó. Đi dây, bên đi dây có thằng đỏ như thằng nè. Ông đỏ vô nhà mình, đỏ vô nhà mình, đỏ vô nhà mình kìa. Thôi chừng đi dây, đi dây. Ôi, trời ơi, trời ơi, mày đúng tôn luôn. Ê, con kia bên cột thì cái mặt nó đắt nhát thôi. Ê, đau kìa. Ôi, mày. Ê, rồi. Ôi, còn nữa kìa, còn trên nữa kìa. Holy shit. Nhà cho chị mua lóc đi. Holy shit. Holy shit. Delay nó dở bên nhà không chứ qua nhà mình nha. Delay chưa qua nhà mình. Delay con đợi qua nhà chị nè. Mình nâng cấp giờ sát rồi đó. Xanh lá có cái ông laser god VN á. Là pha là bộ mình đó. Có thằng nào đang nghĩ cái đang lên kìa. Hai đó, 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 cầm tiên ti, cầm tiên ti á, vô lắp lắp kiến lại, lắp kiến lại đi. Nó vô, nó vô, nó vô kìa. Xanh lá. Nó vô, nó vô, đỏ vô đó, đỏ đang vô đó. Mày quýnh ai à? Ờ, Phúc Bi, trời ơi, dữ quá em ơi, quýnh chết rồi nè. Ủa lên nè. Nó vô nhà mình, nó vô nhà mình. Ai. Ui. Nó vô nhà mình, nó vô nhà mình. Rồi xong. Rồi xong. Xong. Thôi khoảng này laser. Holy shit. Thằng đó này. À với mày đâu. Em ơi. Anh đấy. Anh đấy em ơi. Ủa sao biết rồi ơi. Thì thằng đỏ nó qua phòng banh giường nhà mình rồi. Còn đỏ nó đã thông banh giường nhà mình rồi. Phúc Bi ơi. Mình đã không còn giường. Ai cô ý. Holy shit. Rồi xong nó quýnh. Hai khúc bay từ trên trời bay xuống banh xác luôn rồi. Mèo thôi, bắt thằng khác. Hôm nay chúng ta gặp rất là nhiều tôi nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tiêu diệt được mấy thằng đó thôi. Hình như là trận nào mình cũng gặp
tôi luôn á. Không không, lâu lâu mình mới gặp tầm đoán 2-3 người không tôi thôi mèo ơi, đừng có lo. Nói vậy là mọi người hiểu không? Trên nào nó cũng có hết. Và đây là Bedworm mà mọi người phải chấp nhận thôi. Tụi nó xài Ushuni rồi tè le hết, Werberut rồi. Cái thằng này nó liệt não mà. Nên mình phải chấp nhận thôi mèo ơi, nhưng mà không sao. Lâu lâu mình vẫn chiến thắng, thằng đó mình vẫn chiến thắng nó thường xuyên thôi mèo ơi. Nên đừng có lo, để tôi lo cho. Giờ tôi sẽ qua nhà tụi nó. Oh man, nãy giờ gặp quá trời thằng Tobin luôn. Em được 3.500.000, oh my god, tiền em nhiều dữ vậy. Nay em lì xì dữ vậy em. Nay em trúng đậm rồi. Anh Tiếu Hút năm nay, anh Tiếu Hút cũng chưa được cả 100.000 nữa. Anh Tiếu Hút không có ai lì xì cho anh. Đi ơi, em đang ở đâu vậy? Em chuẩn bị cho anh kim cương đi. Nhà mình là màu đỏ không? Đây, 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 thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Về, 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 về. Rồi vô nhà nè, tôi đang vô đó mèo ơi. Hai em rồi. Ủa sao mày? Mày quấn thơ. Phi đang nãy. Ê, ngồi xong bánh vườn nhà của xanh dương rồi, bánh nhà dương nha, xanh dương rồi. Đi ơi. Đưa bạn rồi xong. Dạ, chung quá. Em rên. Phong Phi nó đang buồn đó, nó là bánh vườn nhà xanh dương rồi đó. Ôi vàng như mình hả thằng luôn. Ôi gì xích vàng nữa. Ôi sao mấy thằng vàng đáng ghét vậy? Chị Bình Đa đặt lớp kiếm, chị Bình Đa đừng có giỡn. Chị Bình Đa ơi đặt lớp kiếm. Vàng nè, vàng. Ok, nút qua nhà nó, nút qua nhà nó, nút qua nhà nó. Giúp một thằng ơi, giúp thằng ơi. Đây, đây, xanh dương đang qua nhà của vàng đây. Vàng hả? Đặt lớp nhanh hả? Nhanh tay lắm. Vậy còn non và xanh lắm. Chị Bình Đa ơi. Vàng còn non và xanh lắm bạn ơi. Holy shit, mình lộ rồi. Chưa có cái gì. Cái nhà nó để cái giường trong lóc luôn, đúng rồi mấy thằng tôi mà nó không thèm lắp giường luôn. Ôi, nó ban được vô tông luôn nè. Tôi thì shit, mày chạy đi đâu, con tay. Ôi, xanh lá. Oh my god, tao nãy giờ tao thủ mày mà. Shit, xanh lá nó nhà tôi rồi. Hát nè mày, mày đặt tôi nè mày. Damn. Thằng này nó đâu ai, vàng đâu ai. Vàng chết. Ê, 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 tụi mèo đang cắt lóc nữa. Trời ơi. Hello. Hello, đè. Hello. How are you? How are you? Oh my god, đừng có lại đây bạn ơi. Mày heo. Heo. Bay lên trời luôn đi. Oh my god. Mày quýnh đâu? Oh shit, nó quýnh anh rồi. Xanh lá, xanh da trời. Giờ nó mất giường rồi, giờ nó làm điên luôn kìa Pappy ơi. Giờ nó quảng quá, nó làm điên luôn. Em là người làm cho mất giường đó anh Hút. Em là người làm cho mất giường hả? Giờ hèn gì nó qua đây nó kiếm mình quá trời luôn em ơi. Giờ nó hai thằng nó chạy vô nhà nó mua đồ rồi. Đây đây, nó đang ra đây. Hello. How are you? Hầu dũng, mày bị chết rồi đi. Ui, rồi thấy bà bị quýnh đập rồi sao? Hai thằng bị lưu anh quýnh nó còn có miếng máu hà. Nhưng mà hai thằng nó gộp lại nó hiện hơn máu em anh Hút. Ok, hai thằng không, hai thằng anh quýnh thằng còn 8 máu hà. Trời ơi, mà thằng kia còn 19 máu luôn. Ok, để anh em ơi, từ quýnh lại. Ôi, em chết vậy? Sao em thông minh thế? Anh lại là em rùng quá mà. Oh shit, tao quýnh cái thằng chín máu. Mày một con móc mắt. Rồi một thằng. Rồi anh Hút đặt hết thằng em ơi. Ủa vàng cũng chỉ còn một thằng duy nhất luôn kìa. Thầy mình có thắng không mấy dù? Không biết, con xanh lá thôi đó. Giờ chỉ còn con xanh lá thôi mày ơi. Chết rồi. Để tôi qua tôi phạm xanh ra trời luôn coi. Tôi chơi tay đôi với nó luôn coi. Ok. Xanh dương kìa. À, còn đây, thằng luôn, hai thằng mình đặt đó. Đây nè, thấy à, anh lên nóc nhà, anh lên nóc nhà. Lên cái miếu à. Để anh Hút cho nó lên miếu. Mày bú luôn à, cho bú luôn. Ê, gì vậy? Nào đánh à. Ê da, cái con nó thả cá. Ủa em Hút chết nó rồi hả? Thả cá ra kìa. Ờ cá đây, anh Hút chặt cá nó rồi xong. Cá nó thả ra đi, tìm được cuốn nước rồi. Chị Bình Đa, ở đây coi nhà đây là nhà của xanh lá đây. Xanh lá thiệt là đáng yêu quá đi. Rồi, chị mua đi, chị mua. Đi, qua nhà xanh lá đi ơi. Qua nhà xanh lá đi ơi. Mặc dù mình không có gì nhưng mình sẽ qua nhà xanh lá tại vì còn mình với nó thôi. Ê, nãy giờ nó ăn hết của em rồi, cẩn thận nó luôn ăn dùng hút tàng hình vô nha. Holy shit, xanh lá nãy giờ nó phát triển nè. Mày có nó xây tới cái gì luôn rồi. Holy shit, hết rồi. Mày nè, về nhà mà về đâu? Ê, đâu có tao kìa. Đây. À, mày ba giật. Ê, bố em mở đồ. Chạy đi, chạy về. Ê, Phong đi, chạy đi. Mày. À, ta đi kiếm đâu rồi? Đâu không, đang quýnh tiêu đi kiếm luôn. Holy shit. Em giết. Bỏ em mở đồ vô trong kia rồi, Thơm mà, em cắt được rồi, bỏ vô gương nhóm nè. Ủa mày gồ luôn. Oh shit. Thôi anh cho xanh lá này lên đường tiễn dông nó sớm mấy bạn ơi. À coi em ở đâu có chị Bình Đa lấy đang cắp ít rồi. Thuốc tàng hình. Nhiệt cao ok, 2 viên là đủ rồi. Được không? Cho anh một vàng Pappy ơi. Đẹp thôi. Cho anh một ít vàng đi nào. Anh sẽ cho này lên dĩa liền. Hả? Em ở đâu đem cho chị Bình Đa đi.
đưa cho chị đó, bỏ trong hòm đó. Đó đó, hút xài hết rồi, hút xài hết rồi nên khỏi lo nữa đi. Trời ơi, trời ơi. Đưa cho em đồ này nha. Em ơi, bốn cục. Bốn cục gì em? À, đây có hai. Bốn cục em ở đâu? Ok, bốn cục em, bốn cục à. Xanh lá bây giờ qua hút xanh lá nha mọi người. Bốn cục nữa nè. Muối vào trap chưa? Chưa luôn nè, trời trời nhà chơi muối vào trap luôn. Tại sao mèo ơi? Má nó chạy đường kìa. Đây đây, nó chạy đường không thành vấn đề. Tôi tới nhà nó là mèo ơi. Giờ nó chọi ai nữa được đây? Nó không thể nào chọi ai được. Thôi nó đánh ghê rồi. Tôi lá tôi. Cương thi qua nè. Giật em hai giật chết ngắt luôn. Hai giật hả? Hai giật hả? Ok, xanh lá nó muối vào trap đầy đủ lắm em ơi. Ủa trời. Tôi nó giật. Holy shit. Đánh nó nổi luôn. Ấy, oh my god, lắc. Ủa ghét tay hỏi là kẻ gốc lắc. Nó đi. Ê, nó hay tôi này. Oh my god. Holy shit. À, cho mày cái tin tao vô đây nè. Quýnh lộ. Ai. Oh my god. Oh my god, chung. À, nó còn một lớp nữa. Holy shit, tôi chạy về. À, xà lá ghê quá. Nó ráp rồi, nó cắp rồi. Thôi, tôi chạy về. Xà lá giờ nó lại. Ôi, tôi nó tự sát luôn rồi. Học quá nó dí theo anh em chọi nó. Ủa, cảm ơn em nha. À, tưởng đâu nó ban theo anh, nó cắm đầu với tường chết luôn rồi chứ. Không thấy cái tên hả? Kệ. Anh không có tên, anh không có tên. Để anh tập trung anh đánh mà. Thằng này làm điên nha anh. Này có block trong đó đúng không? Thằng này chắc mình phải đào quá mấy bạn ơi, chứ mình không có chung. Hút mua trap hai lần nữa nha. Xong. Hai trái tim ti kỳ này qua tao cho mày giường nhà mày banh luôn. Ở đó mày đánh đi được tao. Kệ nó vô nhà mày nè. Mày tú nè. Ôi. Anh này tú nè. Ôi dạ tôi nặng lắm luôn á. Nó vô nhà mình chị Bình Đa. Chị Bình Đa ơi. Nó đâu rồi. Nó chạy về. Gì anh hút đi vậy? Đâu anh hút đang qua nhà nó mà. Thì nó nghe chạy qua nhà nó mới chạy về rồi. Thôi buộc đi kiếm. Chạy rồi. Ê, trời ơi. À hello bạn Hiền, bạn này bay xuống giật chung với mình luôn rồi. Tôi hồi đó thề đánh gắt vải đái luôn. Ê, nó đang qua nhà mình nữa hay cái gì, nó đang lấy emerald nữa kìa, nhà nó chuẩn bị build emerald bên trong á mèo ơi. Đánh chịu không nổi luôn. Chưa, nhà mình chưa có emerald. Thôi chắc bây giờ phải đào rồi mèo ơi. Không, để từ để lấy emerald anh mua hút hình lên vô anh đào chứ. Em bây giờ em có 8 trái tinh tây nè. Ôi, khoan, 8 trái tinh tây một hồi nữa em phải múa sao. Cái nhà nó lắp kiến bên trong rồi. Lắp kiến bên trong mà chúng ta không thể nào múa được với nó đâu. Chúng ta mình bầm cái đầu luôn em ơi. Lấy để em tản ra rồi. Rồi để đó. Có lượm hết emerald rồi, bây giờ mình chỉ có nước lượm kim cương đang cắm. Không có thằng em muốn quay lại đó. Đâu. Hết đường, từ để tôi lượm hết emerald cái. Ấy da. Trời em bị tao thấy rồi. Nhà mình nâng cấp cái lò lên level mấy rồi mèo ơi? Nãy giờ nhà chưa nâng cấp lò luôn hả? Oh my god. Đâu nâng cấp lò lên level 2 rồi mà. Nâng cấp kiếm lên rồi, từ để tôi cấp nhà lên emerald cái là tôi qua nhà nó luôn. Thằng này nó quá đáng quá. Xin cho nó chết. Ê, bỏ lộn. Ok. Tôi sẽ qua nhà nó, tôi làm điên đây. Cho mọi người đi lượm emerald đi. Tôi không ai đi lượm được hết á, tôi biết nó đứng vào đó hắt hắt mãi rồi. Ok. Nó thấy vắng hắt hả? Shit, đây. Má thằng nó đập mấy cái chịu không thấu luôn, đứng trên đỉnh. Hai cái chết hết trơn rồi, kêu đi lượm emerald bây giờ. Quần. Ui. Ê, mày hắt hả mày? Tao nghe nói mày hắt hả? Chết rồi. Nè ngáo ngơ này trời ơi. Đang phá nhà nó nè mèo ơi. Phá trong nhà nó nè. Kìa nó đang phá kìa. Ui, nó chặt em vậy. Em đâu mà bị nó chặt vậy Phạm Y? Ở trên cây á. Ôi shit, thằng có hàng trên cây à, anh đâu có thấy đâu. Đứng trên cây. Trong đây đâu. Lượm kim cương đi, nâng cấp lên em rồi đi mọi người ơi. Lượm kim cương đi. Thằng nào hát ở đây đâu? Tôi nghe nói đây có một thằng hát đúng không? À thấy rồi, nó đang ở trên đọt cây nó múa nè. Trên đọt cây á. Mày giả nữa. Trời. Holy shit, thằng này giả đúng ghê luôn. Em nói nó giả ghê lắm. Holy shit, thôi anh chạy về đây. Mua sau rồi đi, tao cầm theo. Không có được, chị Bida nghèo lắm, chị Bida ơi. Nhà chúng ta nghèo lắm rồi, chúng ta không thể nào mua sau đâu. Thôi để anh hút qua nhà nó luôn cho. Bi ơi, em nãy giờ lượm được bao nhiêu kim cương rồi, quay lại Phạm Bi. Em đang đi thu thập đâu. Rồi em có bao nhiêu kim cương? Đang lượm nè ông nội. Ok, anh nãy giờ anh mới có 10 viên rồi. À, em mới có 4 viên à. Đưa anh nâng cấp lên. Ôi, có hàng vô nhà. Có hàng vô nhà kìa. Đâu rồi? Em lượm bao nhiêu viên rồi? Thôi, nãy tôi lượm em 3 viên rồi, ai lấy luôn
Tôi có lấy đâu, tôi có lấy đâu. Không phải tôi. Không, em không lấy à. Nãy giờ không thấy. Em không lấy rồi. Em rồi không cánh mà bay. Bay cánh. Trời. À, tự nhiên cái bay xuống giật tung như đó luôn. Ê, khoan. Thằng xanh có bao nhiêu người, nhìn kỹ là coi. Bốn người đúng rồi, nó có bốn người mèo ơi. Đây. Giờ mèo muốn nó banh giường không mèo? Mèo muốn nó banh giường thì đưa tôi em rồi. Sao vậy? Cái rồi sắp chết ba rồi. Quay. Tôi sẽ qua chứ vậy. Banh giường mà. Lên ba. Ấy da, tụi nó chí. Mày nó hát bốn đứa luôn á. Không sao được rồi. Đánh không chạy nổi luôn. Sao mà không chạy nổi rồi? Nó có gì trả cho em rồi đây. Tôi xài hết rồi. Không được chứ. Có đồ đó, có đồ quá. Nó hay hẳn nó vô nhà mình kìa. Ui đi qua em thả anh vô anh đào. Có gì thả cô Lầm nha nhớ. Okay, em thả cô Lầm đi, Đâu cho rồi. Con cô Lầm ở nhà rồi. Sao chị bánh đá hả? Hả? Sao cho anh em. Ấy rồi chết mẹ nó trời ơi chết em ơi chết rồi. Ấy cầm khách nữa rồi chết. Rồi xong luôn. Nó đứng ở ngoài bắt đánh nó khó chịu lắm. Nó đứng ở đó. Nó đứng ở ngoài đâu đâu chạy em rồi cũng được luôn á. Đánh không nổi. Tôi trong nhà nó rồi, nên đừng lo. Rồi nó bánh giường rồi. Nó banh giường rồi. Rồi xong. Cho mày rồi nó đi vô mất tiêu hết trơn rồi. Nó còn hai thằng vậy. Lên đồ cây kìa. Rồi để tôi về nhà liền. À hút nhanh rồi xong. Về nhà cho mấy thằng này nó biết tay thôi mọi người ơi. Ngày nãy giờ nó quýnh nhà anh quá trời rồi. Mày khách nhà mày. Rồi về nhà hút đi ơi. Về cho nó biết tay nè. Đi em ơi. Nó đâu rồi, nó hai thằng thôi. Kìa kìa. Ủa không phải này, phát đi. Trên đầu cây đang đứng đầu cây á. Đầu cây nhà mình á hả? Nhìn mấy cái đầu cây á. Ok mấy thằng này xanh lá nó, cái màn nó thuận lợi quá em ơi. Nó xanh lá mà lại đúng thuận lợi luôn á. Trời ơi. Nó đâu rồi ta? Chị Bánh Đa, chị Bánh Đa. Em đứng em kiểm tra được okay. Thôi. Em nhanh nhẹn lên rồi, phát đi, nhanh nhẹn lên. Lắp giường hả? Phải nhanh nhẹn. Lắp cái giường đi. Rồi. Giờ nó qua, nó uống thuốc hình trả thù mình đó. Biết luôn hả mèo, biết nó sẽ uống hút tàn hình trả hù mình luôn hả mèo. Nãy giờ nó ăn em bơ rồ, ăn cái điều cũng ngon lắm. Được rồi chị lôi cùi, chị lắp, chị không thấy nó nện chị sao? Sao mà không thấy được chị ra. Nó bên nhà vàng. Ok, nhà tôi thấy ok, đang qua. À, mày bên nhà vàng đúng không? Ok. Phát Bi ơi, anh miếng vô nè Phát Bi ơi. Holy shit. Đó, trời vô. Nhà vàng nè, em đang bán cung đó. Ok, anh đang trên này nè, trên nóc nhà vậy nó nè. Chạy điên rồi mày. Em bắn anh không lại gần em được. Đó, xong. Đi tiếp kiếm một hàng cuối cùng rồi. Một hàng cuối cùng nữa thôi. Quánh banh giường đó là nó chạy điên liền. Anh hút cho thuốc chạy nhanh là chạy chỗ ngầu hết. Đây. Thuốc chạy nhanh là cái anh thích lắm. Đây. Đó, hay quá mọi người ơi. Mua chưa? Thằng xanh lá rồi. Ê, nó chạy qua nhà mình. Hôm nay anh đánh chung với Phật Bi vui quá. Bây giờ anh ra anh chơi miếng Mudder coi mọi người. Mudder. Này anh ra anh chơi miếng Mudder coi. Lâu quá rồi mới có Phật Bi vô chơi chung. Đấy, đúng rồi, Mudder đúng rồi. Đúng rồi. Mudder đi anh, đúng rồi. Anh chơi Mudder nè. Có mật khẩu gì? Mật khẩu mới. Mật khẩu kia là gì đâu anh. À, nực quá mèo ơi. Thằng chú đúng rồi, con chú. Tôi nực quá. Sao thằng chú? Mèo thế nào mà đi lấy cho tôi cái đồ móc máy lạnh không? Ui sao bị lỗi thì xua. Holy shit, tôi nực quá. Tại sao mình nực như vậy? Không khí trong đây thật là nóng bức. Tôi đang làm người thường. Chào em đi, chồng thiếu đồ rồi, anh chào em rồi. Không đi, nó kể giết người cho mèo ơi. Vậy? Bởi vì nó kể giết người đó, mèo nhớ không? Những cái lần trước gặp nó là nó có phần mình kiếm nó phạt mình không, mèo nhớ không? Mình phải cẩn thận này. Em lại đây coi nè, em có cây cung nè.
Em có cây cung là em kể với người em lượm 10 vàng của cây cung thì vậy. Em đừng lừa. Điên quá, mới vô là sao lượm được 10 vàng. Anh biết đó là em mà. Mới vô sao có 10 vàng. Ai? Gì mèo? Trèo trèo lên khoan lẹ, trèo khoan lẹ, trèo lên lẹ, trèo lên lẹ. Đúng, mèo đừng đổ mà. Rồi mèo trèo ra đây, mèo trèo ra đây, trèo ra đây, trèo ra đây. Ôi, ai dạ. Tiếp bị giết rồi. Ủa sao nó biết em để tiếp tiêu mà chứ em kìa. Holy shit, thằng nào giết em vậy, em biết nào không? Cái thằng mà áo trắng có hình YouTube ở giữa. Áo khoác trắng, áo khoác trắng có hình YouTube, hình nút like YouTube ở giữa. Mà em bị giết ở đâu, em bị giết ở đâu? Ở trên lầu, ấy rồi, hay bị, ở trên lầu á. Kìa, ở trên lầu á, ở trên lầu giùm em à. Đâu. Kìa, nó chỉ xuống đây, nó nói chứ mà kìa đó. Ok, anh thấy rồi, thấy. Ai, nó được cung rồi. À mày, khoan cái này. Ờ phải ơi, không phải, cái đường này nó nút. Đường này nè, đường bên đây nè. Không phải, đường này. Quay lại. Đường này nè. Quay lại quá. Đường này nè. Ừ, đường này nè. Rồi, nó đâu, cái gì đâu. Để người, nó đâu rồi. Đây. Còn mãi qua bu xin gây đồ, nà ní. Đó, cái thằng chú có tác dụng rồi. Ủa sao nó biết em để tới tiêu ta. Nó lỡ đi chứ, đúng em người đầu tiên luôn. Nực quá. Anh hút nực. Bạn nói, coi như là bị đá tim rồi. Bị đá tim rồi. Bị đá tim ghê lắm em ơi. Cái câu thần chú anh thấy lúc nào cũng có tác dụng hết mọi người. Cứ để vô là có tác dụng hết, mấy bạn tập ra nói câu thần chú đó nha. Nhiều khi có tác dụng đó. Đỉnh thì mấy bạn không? Thả like quá trời. Bula bula. Không, có thần chú mới. Ồ mai qua mua xin rê đù nà ní. Em nhớ nha. Ồ mai qua mua xin rê đù nà ní. Thằng này là ai vậy? Thằng này ai mà xấu vậy? Hello. Trời. Ủa? Ai là cái giết người vậy? Ai là cái giết người vậy mèo? Nani. À, tôi nghi mèo lắm nha. Hello. Ủa? Mèo quá em ơi. Mèo có ông nội. Mèo. Vậy, mà lại, em đó. Nội đi sau lưng tôi kìa. Ui. Ai? À! Kìa. Ô đại quá. Mu xin đề được. Kìa mèo mèo, ông chạy kìa. Dí nó đi. Rồi đường cùng rồi, nghèo rồi xong. Nghèo. Sorry mà con. Sao em nó thấy rồi. Dí nó đi, đừng có cho má nó hay. Sao em nó thấy rồi. Ráng dí nó đi mèo ơi, mèo ráng dí nó tới nhà luôn mèo ơi. Dí nó đi. Kìa nó đang chạy kìa, mèo rừng nó tới tận cùng luôn coi nó chạy đâu mèo. Sao em nó thấy rồi. Mèo rừng nó tới tận cùng trái đất luôn. Phóng cái kiếm nó. Không được, không phóng kiếm được. Đấy, đừng phóng chung kìa. Đấy, dí nó mèo ơi, nó chạy hoang lâu lắm. Rồi xong. À có hàng trong siêu thị á mèo ơi, trong chợ nè. Ôi quá trời vàng. À trong con ma có hàng nè. Rồi ơi, mèo lại dây cũng hụt nữa ha. Rồi xong nó đã chết. Còn 6 hàng nữa. 6 hàng nữa rồi. Thì có hàng mới đi xe lửa đây á mèo. Nghe nghe tiếng xe lửa nè. Rồi xong. À mèo lại cái 5 hàng nữa, bao gồm mình hết 3 người vậy, còn 2 người nữa. Có làm đi kiếm đó cho tôi hết. Ok, tôi sẽ đi săn cho mèo ha. Đâu? Để tôi coi nó đâu. Nè mèo ơi. Nè. Rồi, tôi đỡ cho mèo rồi đó. Ok. Sao không dám bắn tôi, đâu. Rồi. Bố làm chết đi. Mu xin rồi. Không phải. Còn thằng cuối nữa. Đi đường, chỉ đường thằng cuối cùng ở đâu Poppy? Tìm nó nào. Từ vậy. Dưới này nè. Rồi, dưới này. Tôi nghĩ chắc chắn là phải dưới này thôi. Không có đường nào khác đâu. Từ. Để tôi, mèo có chuyện chết. Khoan, cẩn thận, không có. Nó đang núp ở trong cái lùm nào hay gì, em nhìn trên cao không thấy. Em nhấn vô cái la bàn á, em tìm nó, em hiểu không? À, thằng đó tên gì ạ? Thì nó tên cái tên nào Johnny the Human á. Ê, nó đang ở trong cái quầy á, ê, chị, gần lại. Nè, nó đây nè. Rồi xong. Rồi còn tôi, chị Banda đó mèo ơi. Mèo đi giết chị Banda trước đi. Bà trốn Banda rồi. Bà Banda bắt chân cái chỗ xe lửa đó. Nó ra. Mày cứ đi hết xe lửa đi là mày hay bả liền chứ gì. Okay. Bả ra quảng trường rồi. Bả ra quảng trường rồi. Okay. Ê, cái gì ông mèo? Mèo khỏi cần giết bả đi. Sao? Tại tôi sẽ giết bả. Ok. Tôi gặp bả là tôi sẽ bắn bả liền. À, mu xin đi đù. Yeah. Chị Banda chết rồi. Được chưa? Mèo cho anh đi fan lúc. À, chị giỏi chưa?
Đoạn này tôi là phải giết người đi, tôi là phải giết người đi, làm ơn cho tôi là phải giết người đi nào. Ờ em tới 50 mấy phần trăm. Anh có 18% mà nhiều khi 18% là cái giết người đi em ơi. 4% luôn nè. Là tại mèo nãy mèo vừa làm cái giết người rồi mà tại làm mà mèo rồi. Giờ còn cho cao nữa. Ôi trời ơi. Holy shit. Cái gì nữa vậy mèo? Em có là kẻ giết người không Phát Y? Em nói thiệt anh đi. Không. Em nói thiệt anh đi, em có là kẻ giết người không? Sao tôi nghi Phát Y là mèo có làm kẻ giết người kìa, dí ta kìa. Có dí luôn hả? Em thấy hả? Dí ta kìa đó. Đó. Ủa sao mèo là kẻ giết người hay là vậy? Không biết. Tôi nói là mèo không có cơ hội là kẻ giết người luôn mà cuối cùng có trời. Mèo gắt thiệt. Chúng nó sắp xét đánh ba chết bây giờ. Ăn ở ăn, xin lời đánh hả? Trời ơi, ôi, mai qua mưu sinh về thù. Nani Nani đánh thì chạy à nốt. Nani em à, mèo đang dí bạn nào chạy chạy như điên luôn kìa, chạy tè le luôn kìa. Băng 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 dí mèo ơi, dí tới nhà, dí tới nhà rồi. Arachus vô đây. Từ từ gì rồi, xong rồi mèo đứng đây cho tôi bắn mèo cái mèo. Bây giờ tôi dí tôi bắn mèo, gắng chịu nha mèo, mèo đừng buồn nha mèo. Không, từ từ đi. Ai, tôi bắn tầm bậy vậy mà trúng mèo. À, oh my god, anh bắn tầm bậy vậy mà trúng mèo thiệt luôn. Anh đâu nghĩ là cú đó anh bắn trúng mèo đâu. Anh bắn đại mà. Oh my god, anh bắn đại mà trúng mèo luôn. Không, tôi thề là tôi bắn đại. Tôi nghĩ là tôi bắn hướng đó mèo đang chạy tới thôi. Nhưng mà ai nhà trúng mèo thiệt. Bắn đại là bắn mạnh hả? Tôi bắn, tôi đâu có bắn trúng mèo đâu. Tôi đâu có cố tình đâu. Nên bây giờ mèo đã chết rồi, mèo đừng có buồn mèo ơi. Không, mèo làm cái giết người nãy giờ mèo thắng trận rồi, lâu lâu cho tôi thắng đi. Trời đất ơi. Ơi. Nay mèo vừa được làm cái giết người 2 lần còn được làm đi tiếp tiêu, nó mèo sướng ghê luôn á mèo ơi. Nè tôi là cái giết người nè mèo, quay lại cầm cung bắn coi thử cái coi. Đâu? Tôi nè. Tôi nè, tôi là cái giết người nè, tôi móc cái kiếm đó nè. Hui. Không phải. Gì vậy? Tào lâu. Không. Tôi phải đi tìm điều tra nè. Tôi có cái kiếm nè, không thấy vậy? Ai là cái? Nè, tôi có kiếm nè, đó cái kiếm tôi hình miếng giấy nè, thấy chưa? Ai là cái giết người đâu? Con bia nãy giờ đêm ru quá mèo ơi. Phở, mèo. Ủa làm sao đây có tiếng lại quên rồi hết. Tiếng gì em? Tiếng trong nghe F3, F3T. F3T sẽ có tiếng lại em. Con bia là cái giết người đó mèo ơi. Không phải em đâu. Thì á, tôi nghĩ con bia lắm. Thằng nào vậy? Ê, vàng của tao. Thằng nào vậy? Thằng này, này chấm hết vàng của tôi rồi. Hả? Nó trả tiếp tôi kìa, trả bóng tiếp tôi. Đầu xanh điện máy luôn. Nghĩ sao? Đợi tao chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Ok. Không phải em đâu. Ê, ai là cái giết người vậy? Trời ơi, thấy rồi. Thằng màu đỏ đó mèo ơi. Thằng màu đỏ đó. Ê, kìa. Ê, cái xi á. Ủa phải, bắn nó mèo. Mày, ui, mèo ơi. Rồi xong. Ôi, rồi xong. Xong luôn, chết rồi. Oh my god. Ủa, nó cầm bánh quy không biết luôn á. Ờ, đúng rồi, nó cầm bánh quy không nhìn ra được. Pháp Y cũng đai rồi, chị cũng đai rồi. Thôi, em chưa đai, em chưa đai. Đang đâu vậy? Rồi xong, nè. Em đai chưa? Chưa. Rồi xong, bắn cái đó ngoài. Ok, thì anh sẽ kết thúc livestream ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, mèo sẽ livestream. Bây giờ thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người nha. Bây giờ là mùng 3 rồi, mùng 7 thì nghe nói là các bạn sẽ đi học trở lại. Nếu mấy bạn đi học trở lại thì chúc mấy bạn một năm mới vui vẻ nha. Bye bye. Vui vẻ năm mới bình an. Bye bye mọi người nha, bye bye. Bye bye các bạn.